Bạn xem YouTube, thấy một từ mới và muốn lưu lại. Bạn đọc CNN, thấy một cụm từ hay và muốn lưu lại. Bạn đọc một quyển sách, thấy một câu nói hay và muốn lưu lại. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn tiếp xúc với rất nhiều nội dung tiếng Anh, nhưng bạn không lưu lại vì ngại, do bất tiện và tốn thời gian. Và vì không lưu lại thì những gì bạn đã đọc, đã xem cũng sẽ dần bị lãng quên. Và đến lúc cần trong giao tiếp thực tế thì bạn lại không nhớ ra. Nếu bạn gặp những vấn đề trên thì hãy xem hết video này nhé. Trong video này, mình sẽ chia sẻ tổng quan tới bạn cách dùng eJoy để có thể lưu trữ từ vựng và kiến thức từ những nội dung thực tế bạn cần. Cách biến những kiến thức đã lưu thành của bạn mãi mãi. Đầu tiên, hãy xem cách lưu trữ từ vựng và kiến thức từ những nội dung bạn đang tiếp xúc hàng ngày. Phương pháp học của eJoy là học với những nội dung thực tế bạn cần. Học từ vựng không phải học theo một danh sách mà là học với các tình huống thực tế. Dù đang dùng điện thoại hay máy tính, bất kỳ khi nào bạn cần tra cứu, lưu trữ, eJoy đều làm cho nó tiện nhất có thể. Bạn đang giải trí với một video YouTube hay học khóa học ở trên Coursera, thấy một từ mới, chỉ cần click để lưu từ. Đọc CNN gặp một cụm từ hay, bạn cũng chỉ cần click để lưu lại. Bạn cũng có thể thao tác tương tự, click để lưu từ khi đọc tài liệu PDF. Trong trường hợp đọc sách giấy, bạn chỉ cần mở app, chọn quét. Sau đó lưu lại. Bạn xem phim trên TV, đi đường thấy một biển báo, dự hội thảo thấy slide thông tin, cũng chỉ cần mở app và quét để lưu từ mới lại. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết các lưu trữ từ vựng cho từng nhu cầu ở mô tả video này nhé. Sau khi lưu xong, eJoy sẽ giúp bạn ôn tập để biến những từ vựng và kiến thức đã lưu thành sở hữu của bạn mãi mãi, dù bạn siêng năng hay bạn ngại học. Trước tiên, không thể không nhắc đến thuật toán lặp lại ngắt quãng mà eJoy đã phát triển dựa trên thuyết đường cong lãng quên của nhà tâm lý học người Đức Hermann. Theo thuyết này, khi tiếp cận một khái niệm mới thì chúng ta sẽ nhanh chóng quên đi 50% thông tin chỉ sau 1 giờ, và chúng ta sẽ quên đi 80% thông tin sau 1 tuần, và sau 1 tháng chúng ta sẽ quên đến 90%. Như vậy, eJoy sẽ giúp bạn tính toán thời điểm bạn cần ôn lại và nhắc bạn thông qua các kênh như là tin nhắn nhắc nhở, thông báo số từ vựng cần học trên ứng dụng, màn hình tiện ích ở trên điện thoại. Sau một thời gian ôn tập, bạn sẽ thấy độ thành thạo của từ vựng tăng đều. Khi được nhắc học, bạn có thể ôn bằng cách đơn giản nhất là đọc thẻ từ vựng hiện ngay trên màn hình điện thoại, hoặc chọn game nghe tự động để nghe eJoy đọc to một loạt các thẻ từ của bạn. Procrastination. Induce. Ngoài ra, bạn có thể chọn các loại game khác nhau để luyện các kỹ năng nghe, nói, viết dựa vào biểu tượng nhỏ ở góc phải của game. Bạn có thể xem video hướng dẫn chơi game chi tiết mà mình để link từ video ở phần mô tả. Vậy là bạn đã hiểu tổng quan cách lưu trữ và học từ vựng trên eJoy. Hãy bắt đầu học ngay trên eJoy thông qua các ứng dụng điện thoại iOS, Android, ứng dụng web hoặc tiện ích mở rộng trên Chrome, Cốc Cốc. Chúc bạn hành trình học tiếng Anh thật vui!